Đây là nội dung sẽ được học tại lớp Nail Honey. Hôm nay Nhung muốn nhắc cho các bạn một cái mẹo khi mà đắp vô nước này nè. Khi đắp vô nước là rất là dễ bị nóng tay khách. Thì hôm nay Nhung nhắc và góp thêm một cái mẹo để cho khi mình lên tay khách nên nó đỡ nóng tay hơn á. Là sau khi mà chúng ta đi xong lớp bay, chúng ta đi nhám về mặt móng của khách rồi, chúng ta đi lớp bay rồi, chúng ta đem hơ rồi, trước khi mà chúng ta đắp một lớp gel dày lên thì các bạn trải ra cho Nhân một lớp gel nước lỏng cho Nhân nha. Và các bạn đem hơ thì cái lớp gel nước loãng đó, nó mỏng đó, nó sẽ giúp cho cản cái nhiệt lại, cản cái nhiệt khi mà chúng ta đắp cái lớp gel dày lên. Và cái lớp gel mỏng đó, vì nó mỏng thì nó sẽ không sinh nhiệt nhiều ở trên tay khách, nó giúp cho khách dễ chịu hơn khi mà mình đắp cái lớp gel dày lên. Theo như Nhân cảm thấy á, không biết là nếu như mà đúng như các bạn thì các bạn có thể comment cho Nhân nha, là với những cái hãng gel càng mắc tiền thì cái gel của người ta nó càng nóng và nó rất là bền. Chúng ta chỉ có thể phá được bằng máy ủ acetone, nó cũng không có tan đâu ha. Đó là đối với Nhân, còn các bạn thì sao, có thể comment bên dưới giúp Nhân nha.